Sáng nay thì chúng ta đã có rất nhiều những cái nội dung hết sức là thú vị à, cập nhật từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực à, hô hấp và cơ xương khớp, cũng như là các cái nội dung rất là cập nhật liên quan đến bệnh lý à, bệnh phổi mô linh, à, bệnh phổi kẽ à, có liên quan đến bệnh lý mô liên kết. Em có 30 phút để trình bày. và Bây giờ là 13h37 à, phút. Em xin phép báo cáo thì với các cái đặc điểm của bệnh lý mô liên kết ấy, thì cũng xin điểm qua với các thầy cô một chút về thuật ngữ là chúng ta sẽ à, lưu ý một số các cái viết tắt à, ví dụ ILD rồi CTDILD và IPF của SSCILD, PFILD, trước đây thì ta gọi là PFILD nhưng mà cái khuyến cáo đồng thuận 2022 đồng thuận quốc tế thì chuyển sang thành PPF tức là sơ hoa phổi tiến triển các cái tổn thương dạng UIP à, được viết à, tắt của cái viêm phổi kẽ thông thường hoặc là NSIP là viêm phổi kẽ không đặc hiệu. À, vậy thì trong cái nhóm bệnh lý mô liên kết ấy, thì à, như cái phần sáng nay chúng ta đã đề cập đây là sự kết hợp của hai cái nhóm bệnh khác nhau, ở à, trong đó thì có bệnh lý mô liên kết à, rất nhiều các cái bệnh khác nhau mà các thầy cô cơ xương khớp thì rất nhiều kinh nghiệm và về phía hô hấp chúng em ấy thì À, trước đây học nội chú hoặc là học nội khoa chung ý, thì cũng có những cái tiêu chuẩn chẩn đoán nhưng mà cùng với thời gian cùng với lâm sàng mình không tiếp xúc nhiều với những cái nhóm bệnh lý như thế này cho nên là à, ví dụ như các tiêu chuẩn của la rồi các thứ đấy à, thì có thể là chúng em sẽ không còn nhớ nữa và đấy là cái vai trò rất quan trọng của cái hội đồng hội trần đa chuyên khoa thế thì đối với cái nhóm bệnh lý mô liên kết thì chúng ta thấy ở trên màn hình là sẽ có năm cái nhóm bệnh chính À, chúng ta thấy rằng là à, thường gặp mà các thầy thuốc lâm sàng à, khá là phổ biến trên thành lâm sàng đó là viêm khớp dạng thấp này, đó là cái sơ cứng bì toàn thể, đó là hội chứng spondylitis này, viêm da cơ, viêm đa cơ, các cái nhóm bệnh lý mô liên kết hỗn hợp, thế và lũ bút ban đỏ hệ thống thì à, tất cả có sáu cái nhóm bệnh mà chúng ta sẽ xếp vào cái nhóm là bệnh lý mô liên kết à, có yếu tố tự miễn thế còn tổn thương phổi kẽ thì đây là một cái nhóm bệnh lý mà các thầy cô cũng hình dung đó là rất sức là phức tạp và không chỉ trên thế giới mà mà tại tất cả quốc gia kể cả có nền y học phát triển và các chuyên gia hàng đầu thì cái chuyện mà chúng ta thiết lập một cái chẩn đoán à, bệnh lý phổi kẽ nó thuộc cái kiểu hình gì loại gì à, và phát đồ điều trị ra làm sao thì cũng hết sức là phức tạp à, chúng ta cũng biết rằng là cái tỷ lệ nó khá là thường gặp và khá là phổ biến à, trong cái tổn thương phổi kẽ ở nhóm bệnh lý mô liên kết ví dụ như đối với cái nhóm viêm da cơ viêm da cơ cũng đến 40 tức là gần một nửa các trường hợp với hội chứng Sjogren thì cũng khoảng độ 40 SSC nếu như về mặt lâm sàng là bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng thì khoảng độ 3 40 thế còn nếu như chụp các lớp vi tính cho những trường hợp này có đến tạm phần trăm cái điều đó trong ta thấy là rõ ràng là nếu như vậy thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng có thể một nửa số bệnh nhân sscild là sẽ không có triệu chứng lâm sàng. Thế vì vậy mà à, cũng rất mong các thầy cô nhờ, chuyên ngành cơ xương khớp cũng như chuyên ngành nội khoa nói chung mà gặp các trường hợp mà bệnh nhân có cái sự cơ bị toàn thể thì chúng ta cũng cần phải có cái uh, uh, gọi là là cảnh báo để mà người ta có thể làm thêm các thăm dò về phổi. Thế và chúng ta đánh giá cái thời điểm baseline ban đầu và sau đó thì thường đối với các lớp vi tính độ phân giải cao chúng ta nên làm là mỗi một năm, hàng năm một lần để chúng ta đánh giá đối với viêm khớp dạng thấp ý, thì ước tính cái tỷ lệ khoảng 10% là có các dấu hiệu về triệu chứng về lâm sàng rồi, Thế còn lại 30% là không có các cái tựa là có triệu chứng về cận lâm sàng, tức là nói loại chúng ta phải làm thăm dò và trong đấy có vai trò của chụp các lớp vi tính à, với SLE lupus ban đỏ hệ thống thì cái tỷ lệ nó khoảng độ 8 đến 12%, điều đó cho chúng ta thấy rằng là khoảng một nửa ước tính thì khoảng một nửa số bệnh nhân bệnh lý mô liên kết sấp xỉ một nửa 4% là có cái tổn thương phổi kẽ kết hợp và nếu như các thầy cô cơ xương khớp mà mà không chú ý thì rõ ràng là chúng ta có thể chúng ta sẽ bỏ sót bệnh nhân và bệnh nhân không được chẩn đoán sớm và có phác đồ điều trị kịp thời về phía hô hấp chúng em thì à, ví dụ như là bệnh nhân mà có các triệu chứng về về bệnh phím phổi kẽ thì chúng em cũng phải có cái phản xạ để mà chúng ta chỉ định làm thêm các cái biomarker để mà làm các cái panel các profile để có thể chẩn đoán những cái kháng thể tự kháng thể Thế và đấy là cái vai trò rất quan trọng của hội đồng hội trần đau chuyên khoa. Thì qua cái đấy chúng em học được những cái đặc điểm tổn thương và mình cũng có cảnh báo hơn. Chúng ta cũng xem về các cái yếu tố nguy cơ thì thường thì chúng ta thấy rằng là các cái bệnh lý mô liên kết thì gặp ở nữ nhiều hơn ở nam. Thế và cái nguy cơ mà gọi là xuất hiện các cái tổn thương ví dụ như đối với không không rất rộng thấp mà có tổn thương phổi kẽ thì cái yếu tố nguy cơ người ta thấy rằng ví dụ bệnh nhân tuổi cao này, có hút thuốc lá thuốc lào, thế và nam giới này, rồi cái rf dương tính, rồi anti cv dương tính và cái tổn thương khớp nó nhiều thì đấy là các yếu tố nguy cơ cao bệnh nhân có thể là mắc cái ALD kèm theo. À, chúng ta học được gì từ cái này thì cũng rất mong các thầy cô chuyên ngành cơ xương khớp khi chúng ta điều trị bệnh nhân cơ xương khớp mà người ta có hút thuốc lá thì mình cũng phải gửi đến các chuyên khoa hô hấp để mà cai thuốc lá cho bệnh nhân vì nếu không chúng ta không để ý thì bệnh nhân tiếp tục hút thuốc lá và đấy là cái yếu tố nguy cơ nó sẽ đi cái chuyện là tổn thương cái ao rồi từ đó thì nó có thể nó có ppf tức là sơ hóa tiến triển và cuối cùng là chúng ta sẽ không không thể giúp cho bệnh nhân được à, các cái yếu tố tiên lượng nặng khác ví dụ viêm da cơ viêm đa cơ thì sáng nay các báo viện đã báo cáo rồi à, hoặc là ssc chẳng hạn thì những cái biomarker sẽ giúp cho chúng ta có thể đánh giá và tiên lượng được về cái tiến triển của bệnh cũng như tỷ lệ tử vong thì đối với các cái yếu tố mà có thể là giúp cho chúng ta có thể là dự đoán cũng như là tiên lượng thì những bệnh nhân mà có cái bệnh lý ctd mà kèm theo iod thì rõ ràng nó sẽ là cái yếu tố là tiên lượng nặng và nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ tử vong à, ví, dụ, ví dụ những trường hợp mà có iod kèm theo ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp ý, thì cái tỷ lệ tử vong nó sẽ cao gấp 3 lần so với cái nhóm mà không có iod kèm theo và cái thời gian sống thêm trung bình của cái nhóm à, viêm khớp dạng thấp mà có IOD ấy, thì nó khoảng dưới năm dưới ba năm. Thế do vậy chúng ta hết sức lưu ý là à, đây là cái tiên lượng mà à, trong lâm sàng khi mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân mà thấy người ta có tổn thương phổi kẽ hèm theo ấy, thì cần phải hết sức lưu ý. Đấy, đặc biệt là nếu mà lại thuộc cái kiểu hình mà gọi là PPF chẳng hạn thì cái nguy cơ tử vong, cái thời gian sống thêm của bệnh nhân sẽ rất là ngắn. Đó là cái gánh nặng bệnh tật của CTD IOD nói chung và chúng em à, cũng học được rất nhiều từ những cái buổi hội đồng hội trần đa chuyên khoa các thầy cô các khớp đã giúp cho chúng em ví dụ về các cái tiêu chuẩn chẩn đoán các bệnh lý mô liên kết chỉ định những cái xét nghiệm các cái biomarker các cái tự kháng thể à, cũng như là những cái à, gọi là tiên lượng các yếu tố nguy cơ và à, vấn đề về theo dõi điều trị à, đóng vai trò rất quan trọng và chúng em cũng chia sẻ những cái góc nhìn về vấn đề về hô hấp ví dụ như là bệnh nhân à, có thể không có các triệu chứng hô hấp đặc hiệu và nếu như chúng ta khám lâm sàng chúng ta không nghe phổi cho bệnh nhân thì rõ ràng chúng ta sẽ bỏ sót và chúng ta không làm những cái test gắng sức thì những cái trường hợp mà thiếu oxy gọi là yên lặng thì chúng ta sẽ cũng sẽ không phát hiện được à, chúng ta không đo hô hấp ký thì chúng ta không thể phát hiện được nó có sụt giảm f hay không rồi là chúng ta không cho sàng lọc một cách thường quy thì có thể là bỏ sót tại cái thời điểm baseline và bệnh nhân sẽ bị chậm cái trì hoãn trì hoãn cái chẩn đoán và đặc biệt là những yếu tố nguy cơ vì vì đối phổi nói chung ý, à, cũng rất nhiều bệnh nhân hỏi chúng em là, là có cái thuốc nào bổ phổi không thì xin thưa là không có thuốc nào bổ phổi cả mà cái rất quan trọng là mình phải tránh yếu tố nguy cơ đặc biệt nếu như bệnh nhân mà đã có tổn thương phổi kẽ rồi thì mình phải tư vấn họ hết sức là quyết liệt cái chuyện là tránh các cái yếu tố nó có thể làm cho tổn thương phổi kẽ nặng thêm À, ví dụ như người ta lại có các cái bệnh lý về cơ xương khớp uh, bệnh lý uh, mô liên kết rồi có tổn thương phổi kẽ mà người ta vẫn tiếp tục hút thuốc lá người ta tiếp tục tiếp xúc với các khói bụi và các cái yếu tố trong môi trường hoặc là người ta tiếp tục dùng các thuốc mà nó có thể nó gây ra những cái tổn thương phổi kẽ nó chồng lấn với nhau hết sức là khó khăn thế do vậy mà đấy là cái vai trò của hội đồng hội trần đa chuyên khoa và chúng em học được rất nhiều từ điều đó và cũng như chia sẻ những cái À, góc nhìn về vấn đề hô hấp đối với các thầy cô chuyên ngành cơ xương khớp rồi chẩn đoán hình ảnh và từ đó thì chúng ta có thêm một nhiều các cái đồng thuận. Đây là một trường hợp bệnh nhân nữ 48 tuổi à, khi mà vào viện thì à, trong cái bệnh cảnh của cái triệu chứng hô hấp đây là ho rất nhiều và có sốt thì à, khai thác lại tiền sử bệnh sử thì bệnh nhân này à, rõ ràng là có rất nhiều đợt có các triệu chứng hô hấp à, thậm chí là có những đợt nhiễm trùng có những đợt bụi nhiễm thế và điều trị có đỡ xong xuất viện về nhà thì lại tiếp tục có những cái triệu chứng như vậy. Khi khai thác tiền sử thì thấy rằng là bệnh nhân có khoảng trong khoảng một năm trở lại đây là đã có những cái đợt mà có hiện tượng yếu cơ đùi à, hai bên nhưng mà không được điều trị gì Thì thấy là yếu và à, bệnh nhân cho rằng là mệt cho nên là à, cơ nó yếu và không vận động nhiều được như trước. À, các cái biểu hiện khác thì chưa có gì đặc biệt gia đình cũng tương tự như vậy thế mà khám vào viện thì các thầy cô hình dung là à, lúc này thì cũng đã có các triệu chứng ở tại phổi là gian nổ giải rác ở hai bên rồi à, khám thì có yếu cơ gốc chi rồi nghiệm pháp ghế đầu dương tính những cái này là về mặt thực hành lâm sàng là chúng em học được rất nhiều từ các thầy cô cơ xương khớp những cái hết sức cơ bản mình đã học từ một thời sinh viên nhưng mà trong lâm sàng hô hấp mình không làm cách thường quy mà mình mình quên nó đi thế và với các cái biểu hiện về nhiễm trùng có suy hô hấp có tổn thương ran nổ ở à, phổi hai bên rồi các cái biểu hiện về yếu cơ thế thì bệnh nhân này thì cũng đã được à, chẩn đoán là một cái nghĩ đến một cái tổn thương viêm da cơ viêm đa cơ và có kèm kèm theo các cái tổn thương phổi kẽ và đã được làm các cái uh, cận lâm sàng thì chúng ta thấy rằng là cái men cơ của bệnh nhân tăng rất cao có thể hơn sáu nghìn thế và với cái uh, cũng có những trường hợp thì men cơ không hề tăng À, đấy là trên thành lâm sàng ta sẽ gặp như vậy à, làm các cái profile về miễn dịch thì ANA miễn dịch hình quang thì dương tính nhẹ thôi điện cơ bằng uh, điện cực kim cái, những cái thăm dò này thì tại bệnh viện Mai làm rất thường quy tại trung tâm cơ xương khớp rồi trung tâm phổ chức năng uh, hoặc là trung tâm thần kinh đều có những cái uh, máy điện cơ thế và đã chúng em cũng đã, đã gửi các thầy cô cơ xương khớp để làm cái uh, sinh thiết uh, để mà mà uh, chẩn đoán thì uh, kết luận là một cái tổn thương viêm đa cơ và các lớp vi tính thì chúng ta sẽ xem các cái tổn thương thì uh, các cái tổn thương ở trên phim các lớp vi tính thì chúng ta thấy rằng là các cái uh, dạng uh, đây thì chúng ta thấy có những cái tổn thương dạng kính mờ này, có cả kèm theo các cái tổn thương dạng uh, lưới nốt Đúng không? thế nhưng chúng ta không thấy các cái tổn thương ví dụ như là tầng ong này, uh, không có các cái tổn thương dạng phế quản co kéo thế thì bệnh nhân này nếu quay lại về các triệu chứng uh, trước đây thì rõ ràng là bệnh nhân đã có rất nhiều các triệu chứng về viêm da cơ viêm đa cơ uh, trước đó rồi bệnh lý về uh, mô liên kết kèm theo có các dấu hiệu về triệu chứng về hô hấp nhưng không được chẩn đoán một cách kịp thời và không được uh, điều trị một cách tích cực và quản lý uh, sát cho nên là sẽ có những cái đợt nó sẽ nặng thêm thế và cũng có những trường hợp về viêm đa cơ là diễn biến rất nặng mà nó tiến triển rất nhanh chóng trong vòng cái thời gian rất ngắn là bệnh nhân có thể tử vong mà à, ví dụ như trường hợp này chẳng hạn thì chúng ta thấy rằng là gì ạ à, bệnh nhân cũng bị uh, chẩn đoán uh, gọi là trì hoãn chẩn đoán rất là là là, là lâu à, các cái tổn thương uh, khớp nó đã có thế và đi khám tại cơ sở thì cũng không phát hiện ra và đánh giá giống như nghĩ đến một cái tổn thương dạng gút vân vân thế và có các cái biểu hiện nhiễm trùng đau mỏi cơ khó thở gắng sức sau đó thì thậm chí là gì à có cái tổn thương diện viêm phổi rồi tràn dịch màng phổi đã được nội soi phế quản tại bệnh viện một bệnh viện cũng rất là lớn và làm cái men men cơ thì cũng tăng rất cao thế thì đã được điều trị bằng corticoid rồi kháng sinh lâm sàng thì có tiến triển có đỡ có cải thiện tốt và xuất viện được nhưng sau đó thì nhập viện trong tình trạng rất là nặng và trong cái đợt đó thì bệnh nhân không vượt qua được và tử vong hết sức là nhanh chóng thế thì những cái bài học đấy cho chúng ta thấy rằng là gì à, với những cái tổn thương nó rất là nặng À, tiến triển rất là nhanh chóng trong cái đợt cấp của viêm da cơ viêm đa cơ và hầu như không đáp ứng với điều trị thì khi mà hội trần hội trần hội đồng đa chuyên khoa thì cái việc mà quyết định cái à, liệu pháp có thiếu ít liều cao pansterapi trên một cái trường hợp bệnh nhân mà ta chưa loại trừ được các à, cái tổn thương phổi do nhiễm trùng do lao do nấm do vi khuẩn mà bây giờ chúng ta lại dùng cái ức chế miễn dịch rất mạnh chẳng hạn là cái hết sức là cân nhắc à, và về mặt à, gọi là kinh nghiệm dùng cái corticoid liều cao một nghìn mg một ngày thì nói thật là các bác sĩ chuyên khoa hô hấp cũng không không có nhiều kinh nghiệm và cũng hết sức là băn khoăn. À, đấy là cái vai trò khi chúng ta hội đồng hội trần đa chuyên khoa thì chúng ta sẽ quyết định được các liệu pháp điều trị cho nó phù hợp. À, corticoid đường uh, gọi là pants therapy rồi nhưng vẫn không có đáp ứng vậy thì uh, khuyên cáo quốc tế chúng ta làm được cái gì chúng ta có thể dùng kết hợp với truyền uh, ciclofophamid à, chúng ta kết hợp. À, cũng có những trường hợp chúng em phải chuyển đi để à, thành huyết tương làm phách cũng không đáp ứng với điều trị. Đấy là cái hết sức khó khăn. Cũng có trường hợp mà dùng cả tacrolimus cũng không có đáp ứng. Và thực sự là hết sức là, là là nặng và tiên lượng rất khó. Thì những trường hợp như vậy thì kinh nghiệm là chúng ta cần phải quản lý tốt viêm đa cơ viêm da cơ để không vào đợt cấp. Chứ còn đã vào đợt cấp rồi, tiến triển nhanh rồi thì cái điều trị hết sức khó khăn và thường là không có hiệu quả vậy thì với y văn thì sao thì có thể cô cũng hình dung là vấn đề chẩn đoán rất khó khăn và thường bị chậm và trì hoãn à, bắt đầu có triệu chứng iod chúng ta thấy cái thời gian để mà khi từ lúc bắt đầu có triệu chứng đến khi được chẩn đoán mất trung bình khoảng một năm trời một năm trời em cho rằng đấy là ngắn thế còn ở việt nam có thể còn kéo dài hơn thứ hai nữa từ khi được chẩn đoán ILD mà lại tiến triển thành cái thể gọi là sơ hóa tiến triển PPS hay trước đây gọi là PFILD đấy thì nó cũng mất khoảng độ 12 tháng trung bình khoảng 12 tháng tức là khoảng một năm nữa và từ lúc có chuyển sang cái kiểu hình PFILD rồi uh, PPF ấy, thì đến khi được phát hiện lại mất khoảng năm nữa Đấy, chúng ta sẽ thấy rằng là cứ mỗi một bước nó làm chậm, nó làm và trì hoãn và cuối cùng là từ lúc được phát hiện đến khi tử vong thì chúng ta sẽ thấy là gì cái thời gian mà chúng ta can thiệp vào rất rất là muộn và đây cũng là cái vai trò của hội đồng hội trần đa chuyên khoa giúp chúng ta uh, chẩn đoán được chính xác hơn giúp chúng ta thiết lập được một cái gọi là chẩn đoán uh, cái cái kiểu hình chẩn đoán cái loại bệnh chứ còn nếu như dồ, xếp chung một cái rổ ILD, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái quyết định điều trị nó hết sức khác nhau. Cũng có những trường hợp chỉ cần theo dõi, có những trường hợp thì chúng ta phải điều trị thậm chí cả gì ạ? chống viêm rồi ức chế miễn dịch và chống sơ ngay lập tức ngay từ đầu. Thế do vậy mà cái vai trò rất quan trọng làm thế nào chúng ta có thể sàng lọc phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác, điều trị kịp thời và đúng phác đồ thì chúng ta sẽ can thiệp được sự và cải thiện được cho bệnh nhân. À, vậy thì em xin chuyển sang cái nội dung tiếp theo à, vấn đề cái các khuyến cáo quốc tế hiện nay về cái uh, chẩn đoán sàng lọc uh, cũng như là vai trò của uh, uh, MDD thì chúng ta thấy rằng là đây là khuyến cáo của hiệp hội lồng ngực uh, úc và new zealand thì uh, tất cả các trường hợp mà ILD nói chung ý, thì sau khi chúng ta thì, uh, bắt buộc bác sĩ lâm sàng phải khai thác tiền sử bệnh sử một cách hết sức là kỹ lưỡng và đây để mà loại trừ các cái bệnh phổi kẽ do các yếu tố môi trường thì cần phải hỏi theo đúng một cái protocol và hỏi rất kỹ kỹ như là công an hỏi cung tội phạm thì mới ra được vấn đề người ta ăn cái gì người ta hút cái gì người ta uống cái gì người ta tiếp xúc với cái yếu tố môi trường như thế nào người ta hít phải khói gì đúng không thì ta mới phát hiện được cái yếu tố nguy cơ Ví dụ như những cái tổn thương dạng viêm phổi tăng cảm, bệnh lý viêm phổi tăng cảm mạng tính chẳng hạn. Thì cái yếu tố kích thích môi trường là một trong tiêu chí hết sức quan trọng để thiết lập chẩn đoán. Và nếu chúng ta không hỏi kỹ thì chúng ta sẽ bỏ sót và không thể có cái chẩn đoán chính xác được. À, sau đó thì chúng ta làm cái gì? Làm cái huyết thanh chẩn đoán, ví dụ ANA, INA, rồi RF, anti rồi cái uh, panel về viêm đa cơ rồi ANCA sau đó thì chúng ta làm gì nữa về chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng hô hấp thì à, đối với các lớp vi tính thì chúng ta thời gian cũng sẽ đề cập kỹ hơn về nội dung này thế và thăm dò chức năng hô hấp thì chúng ta biết rằng là sẽ có cả những cái thăm dò cơ bản là hô hấp khí làm thăm dò chuyên sâu ví dụ là đo dlco rồi à, gắng sức à, tim mạch hô hấp vân vân để chúng ta có thể phát hiện được hoặc là đơn giản nhất chúng ta làm test đi bộ 6 phút à, để đánh giá gắng sức đối với bệnh nhân mà bệnh phổi kẽ hoặc là bệnh lý à, sơ phổi thôi nếu người ta nằm trên giường nằm nghỉ thì SPO2 kẹp vào kẹp đầu ngón tay lúc nào có thể 96 97 98%. Nhưng bệnh nhân chỉ cần ngồi dậy và đi một bước thôi thì SPO2 có thể sụt giảm dưới 90% ngay lập tức. Vì cái phổi người ta là có cái hội chứng hạn chế cho nên là nó không dung nạp được việc gắng sức. Và khi bệnh nhân gắng sức thì cái quãng đường của bệnh nhân đi bộ là nó sụt giảm nó giảm rất nhiều, đồng thời SPO2 sụt rất nhanh, rất rõ rệt. Thế còn nếu ví dụ như là chúng em trực một cái bảo sinh viên ra đo SPO2 vào là gì rất phấn khởi là gì ạ? SPO2 96 97% mà không oxy. Thế nhưng mà chỉ cần người ta vài động tác thôi là gì ạ? À SPO2 nó sẽ sụt giảm. Thế thì đối với các thầy cô chuyên ngành cơ xương khớp thì chúng ta thấy bệnh nhân viêm khớp dạng thấp có thể có các yếu tố về đau khớp có thể có các yếu tố về yếu cơ mỏi cơ người ta không đi lại được không đi lại ở đây là do cái chuyện yếu cơ và đau khớp nó khác với cái không gắng sức được do cái suy hô hấp cái thiếu oxy không dung nạp cái gắng sức vì vậy mà người ta có thể làm một số các test khác ví dụ như là đứng ngồi tại chỗ trong vòng một phút thôi xem được bao nhiêu lần và SPO2 có sụt giảm hay không đúng không để tránh các cái yếu tố nhiễu do cái việc chuyện đau khớp nó có thể giới hạn hoạt động hoặc là do cái gắng sức cái 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 yếu cơ của bệnh nhân và sau khi làm như vậy rồi thì chúng ta thấy rằng là cần phải gọi là hội trần cũng như là có ý kiến của các thầy cô về chuyên ngành cơ xương khớp để đánh giá sẽ thiết lập cái chẩn đoán cái bệnh CTD đây là bệnh gì Thứ hai nữa là chúng ta cũng làm thêm các cái thăm dò khác nữa à, chuyên sâu về vấn đề về hô hấp chúng ta có thể làm nội soi phế quản, rửa phế quản phế nang à, để làm cái chẩn đoán cũng như là soi cái mau mạch rồi là sinh thiết uh, phổi vân vân. Và phải hội trần MDD luôn uh, cho bệnh nhân để có thể thiết lập được cái chẩn đoán uh, chính xác cái bệnh uh, phổi kẽ ở đây là cái bệnh gì. Và hội đồng cũng quyết định là cái phác đồ điều trị nào cho nó phù hợp. Còn lại trong trường hợp mà chưa rõ thì hội đồng quyết định là làm thêm thăm dò gì, làm xong rồi quay trở lại lại hội đồng hội trần đa chuyên khoa. Thế do vậy mà cái vai trò của cái hội đồng hội trần đa chuyên khoa đóng vai trò rất quan trọng và nó những trường hợp mà ổn định bệnh lý mô liên kết ổn định rồi ILD ổn định thì lúc này chúng ta chỉ cần theo dõi thôi, theo dõi chứ chúng ta không cần phải có những can thiệp hoặc là điều trị gì. Thế còn lại nếu như bệnh tiến triển, kể cả cái bệnh CTD nó không ổn định hoặc là hoặc là cái bệnh lý phổi kẽ không ổn định thì hôm nay chúng ta cần phải theo dõi kỹ hơn và đánh giá kỹ hơn để mà quyết định cái điều trị. Đặc biệt với kiểu hình PPM ấy, thì chúng ta cần phải khởi đầu cái liệu pháp chống sơ này cũng như là cái liệu pháp mà uh, chống viêm và ức chế miễn dịch ngay từ đầu cho bệnh nhân. Vậy thì uh, chúng ta làm như thế nào? Thì các thầy cô hình dung đó là gì ạ? Đối với triệu chứng lâm sàng chúng ta đánh giá hàng tháng hoặc mỗi 3 tháng đối với chức năng hô hấp thì chúng ta đánh giá mỗi 3 tháng 6 tháng còn lại đối với srct chúng ta sẽ chụp uh, mỗi một năm để chúng ta có thể đánh giá và theo dõi cái sụt giảm của họ thế còn nếu như trong quá trình đó mà ví dụ như là bệnh nhân mà chỉ có hai trong ba triệu chứng hai uh, trong ba cái dấu hiệu ấy, thì mà đã xác định được là pvf rồi thì chưa cần đợi đến một năm thì các thầy cô cũng chuyển sang cái liệu pháp mà, mà chống sơ luôn cho bệnh nhân ngay từ đầu hoặc là gì ạ sáng nay thì các báo công viên quốc tế cũng có đề cập nếu trên một bệnh nhân CTD ILD mà cái tổn thương sơ phổi nó chiếm tỷ trọng lớn và tại thời điểm đầu tiên bệnh nhân đến khám thì có thể cô có thể khởi đầu bằng cái điều trị cả chống uh, viêm ức chế miễn dịch và kết hợp với chống sơ ngay từ đầu để chúng ta có thể tận dụng được cái thời gian và điều trị sớm cho bệnh nhân tránh chúng ta lại cứ theo dõi cho nó đủ triệu chứng mà với chống sợ với sơ rồi ý, thì chúng ta hình dung đó là chúng ta không đảo ngược được. Sơ đã sơ rồi là cái đoạn nó đã sơ hết rồi thì không đảo ngược lại được và à, chúng ta cần phải điều trị sớm để có thể là 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 cải thiện được và ngăn chặn được cái cái tiến triển tặng thêm. Chứ còn nó đã sơ hóa sạch rồi thì dùng cái chống sơ thường sẽ ít rất ít có hiệu quả. Với hội chứng Sjogren cũng tương tự như vậy, chúng ta thấy rằng là bệnh nhân có không có triệu chứng hô hấp hay là có triệu chứng hô hấp thì cái việc đánh giá ngay từ đầu tức là cái triệu chứng đánh giá từ đầu baseline về cái triệu chứng hô hấp rồi chức năng phổi chụp x quang và tốt nhất là chụp SRCT đóng vai trò hết sức là quan trọng còn lại nếu bệnh nhân mà có triệu chứng hô hấp thì cái chuyện chúng ta phải chụp phim SRCT là là hết sức cần thiết và sau đó thì chúng ta thấy là tùy theo nếu như bình thường thì chúng ta lại tiếp tục theo dõi còn lại bất thường thì lúc này chúng ta sẽ điều trị theo đúng cái phân loại của ILD của bệnh nhân thì đây là những cái khuyến cáo những cái bằng chứng và các cái mức độ khác nhau thì vì cái thời gian là không cho phép và trong tài liệu có rồi nên xin phép được bỏ qua à, khuyến cáo về những trường hợp bệnh nhân uh, uh, sọc thì có cái nghi ngờ ILD chẳng hạn thì cái việc mà chúng ta ví dụ chúng ta chụp SRCT là khuyến cáo với bằng chứng mức độ khuyến cáo cao và cái mức độ mặn nặng của bằng chứng là gì ạ mức độ mạnh. Đó. À, tương tự như vậy, cái việc mà chúng ta đánh giá cái test bộ 6 phút thì cũng khuyến cáo mức độ, gì ạ, à, khuyến cáo gọi là bằng chứng cao và mức độ mạnh. À, tương tự như vậy đối với cái đo hô hấp khí rồi à, các cái thăm dò khác thì chúng ta cần phải hết sức lưu ý như vậy. Khuyến cáo của Mỹ với hội chứng Socran năm 2021 thì cũng đưa ra được những cái bằng chứng khác nhau. Thì trong cái khuôn khổ thì xin không đề cập kỹ hơn. À, nhưng chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, cái việc mà sau khi chúng ta có những cái bằng chứng về lâm sàng, về cận lâm sàng rồi, thì chúng ta cũng cần phải gì ạ? À, hội trần và sau đó thì quyết định xem là à, đây là cái loại ILD gì kết hợp với hội chứng Scler, thế và uh, phác đồ điều trị là gì? Ví dụ chúng ta trường hợp mà có cái kiểu hình là uh, uh, PPF ILD ở bệnh nhân socran thì chúng ta sẽ dùng cái liệu pháp trung sơ cho bệnh nhân và tiếp tục là gì ạ theo dõi hết sức là là sát sao à, nếu như bệnh nhân đáp ứng và dung nạp tốt thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phác đồ thế còn lại nếu mà bệnh nhân có những cái không đáp ứng hoặc là xuất hiện những cái à, gọi là không dung nạp để triệu chứng tác dụng phụ và phải ngừng thuốc thì chúng ta sẽ chuyển sang à, thậm chí là gì ạ không có giải pháp nào khác thì à, palliative care hoặc là chúng ta chuyển đi ghép phổi thì đấy là những khuyến cáo đối với socran À, chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ rất nhiều loại bệnh lý môn liên kết khác nhau thì chúng ta thấy à, có thể có triệu chứng lâm sàng chẳng hạn như là về triệu chứng lâm sàng thì viêm da cơ viêm da cơ có thể có SSC này RA này đều có có thể có các triệu chứng về lâm sàng thế còn đối với à, tổn thương trên SACT thì chúng ta thấy rằng là gì ạ cái việc sàng lọc ngay từ đầu là, và phải làm ngay từ đầu là rất quan trọng và chúng ta sẽ gì ạ sẽ làm cho bệnh nhân tại thời điểm baseline để theo dõi À, nếu như mà ạ, à, bệnh nhân có các cái thăm dò khác để mà chẩn đoán à, nó tùy theo các cái bệnh khác nhau. Ví dụ như chúng ta nghi ngờ là viêm da cơ viêm đa cơ thì chúng ta cần phải làm cái profile các cái tự kháng thể à, thuộc lĩnh vực này để chúng ta có thể là thiết lập chẩn đoán cũng như là tiên lượng à, cho bệnh nhân cho phù hợp. À, vấn đề về theo dõi à, cũng tương tự như vậy, à, chúng ta cũng cần phải theo dõi rồi là các phác đồ điều trị rồi là cái khuyến cáo điều trị. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là gì ạ, à, cần phải làm một cách hết sức thường quy và bài bản đối với tất cả những cái đề mục này. Thế mà trong hội đồng hội trần đa chuyên khoa thì chúng ta cũng cần phải thảo luận từng những cái đề mục này để mà có thể đồng thuận là được đưa ra cái trần đoán. Đối với nhóm SSC thì sao? Thì đây là cái hướng dẫn mà đăng trên tạp chí Lancet là cái khuyến cáo đồng thuận của các bác sĩ hô hấp và cơ xương khớp. Ấy. Thì tại sao với SSC? Vì cái tỷ lệ mà tổn thương IOD là rất lớn, rất nhiều thế thì uh, khuyến cáo là gì tất cả những trường hợp bệnh nhân mà ssc thì cần phải sàng lọc xem có hay không sàng lọc bằng cách gì bằng cái gì chúng ta đo chức năng hô hấp chúng ta chụp srct và chúng ta khám phổi thế vì vậy mà cũng rất mong các thầy uh, cô chuyên ngành cơ xương khớp các thầy cô nội qua nói chung khi chúng ta khám bệnh nhân cơ xương khớp mà có cái uh, chẩn đoán là sơ bì chúng ta cố gắng dành thời gian để chúng ta nghe phổi nhân xem có các cái gian nổ ở hai đáy phổi hay không thì thông thường những trường hợp này nếu chúng ta phát hiện được thì chúng ta sẽ gì ạ? À, sẽ có cái cảnh báo ngay từ đầu và phát hiện được sớm à, sau khi mà chúng ta làm cái này rồi thì chúng ta thấy rằng là gì ạ ở đây cần phải hội trần luôn sớm luôn cho bệnh nhân chứ cũng à, tránh tình trạng là chúng ta lại đến hội trần đến tận loại đoạn, đoạn đoạn sau chẳng hạn à, sau khi hội trần MDD đi đi xong thì chúng ta thấy rằng là gì ạ à, sẽ quyết định được à, ví dụ như là có iod hay không iod có IOD thì chúng ta thấy rằng là gì ạ à, chúng ta lại hội trần à, đánh giá lại xem là à, SRCT, chức năng phổi triệu chứng rồi là tình trạng chung sức khỏe rồi cái mong muốn nguyện vọng của bệnh nhân thế còn nếu như bệnh nhân không phải là cái tổn thương IOD mà nó là những cái loại uh, khác chẳng hạn như nhiễm trùng chẳng hạn chẳng hạn như lao chẳng hạn hoặc chẳng hạn như nhiễm nấm chẳng hạn thì chúng ta sẽ gì ạ à, điều trị theo căn nguyên đó đồng thời chúng ta sẽ theo dõi sát sao lại bởi vì cái đợt này nó là viêm phổi đợt này nó là lao phổi nhưng sau đó điều trị ổn rồi nó lại uh, xuất hiện các tổn thương phổi kẽ uh, mà là gì ạ? À, nó là cái đợt khác tiếp theo là gì khi chúng ta hội uh, hội trần uh, mdd xong rồi thì uh, chúng ta sẽ quyết định là bệnh nhân này là ổn định chỉ cần theo dõi hay là bệnh nhân này phải điều trị bằng các cái thuốc và thuốc đã quyết định thuốc thì là, là thuốc gì sau đó lại tiếp tục theo dõi để đánh giá tiến triển rồi đáp ứng thuốc với điều trị rồi dự dung nào xem về triệu chứng rồi tổn thương trên HRCT. à, nếu bệnh mà gì ạ, không tiến triển thì chúng ta tiếp tục cái phác đồ như vậy còn bệnh tiến triển thì chúng ta sẽ diện nâng bậc phối hợp thuốc rồi là gì ạ à, hội đồng hội trần đa chuyên khoa sẽ quyết định xem là bệnh nhân sẽ à, làm gì tiếp theo à, đây là khuyến cáo của uh, châu âu về cái SSCI LD thì cũng tương tự như vậy. Chúng ta lưu ý là à, đối với cái nhóm những trường hợp bệnh nhân như thế này thì chúng ta cần phải à, theo dõi một cách hết sức sát sao. Bằng cái gì? Bằng khám đơn sàng, bằng đo chức năng hấp và chụp à, phim SRCT. Một cái điểm nữa liên quan mà chúng ta cũng cần phải hội chẩn đa chuyên khoa đó là cái kiểu hình PPF tức là sơ sơ phổi, sơ hóa phổi tiến triển. Ở đây thì có thể cô hình dung là nếu bệnh nhân có hai trong ba triệu chứng này thì chúng ta sẽ quyết định là à, bệnh nhân thuộc cái kiểu hình PPF và khi đã xếp vào nhóm này thì chúng ta cần phải khởi đầu liệu pháp chống si, sơ sớm cho bệnh nhân, thậm chí là kết hợp với thuốc ức chế miễn dịch. Đó là gì ạ? Đó là uh, triệu chứng hô hấp xấu đi. Đó là gì ạ? Bằng chứng tiến uh, triển nặng thêm sụt giảm nặng cái chức năng hô hấp và cái uh, bằng chứng tiến triển trên chẩn uh, đoán hình ảnh và với hội đồng hội trần đao chuyên khoa thì chúng ta có các uh, bác sĩ chuyên ngành về cơ xương khớp các bác sĩ chuyên ngành về hô hấp các bác sĩ chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh và chúng ta sẽ biết được là uh, cái triệu chứng này là triệu chứng hô hấp này xấu đi do bệnh phổi kẽ hay là xấu đi do cái đợt nhiễm trùng của của bệnh nhân hoặc là cái chức năng phổi của bệnh nhân so với thời điểm baseline nó tiến triển nặng thêm hay không và cái uh, tiến triển trên các lớp vi tính và thực tế thì cái kiểu hình này khá là phổ biến ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? À, tất cả các bệnh lý mô liên kết nói chung thì đều có thể gặp với cái kiểu hình gọi là ppf tức là sơ hóa phổi tiến triển và nếu chúng ta không uh, cảnh giác không hội trần không có ý kiến chuyên gia thì chúng ta sẽ bỏ sót và bệnh nhân mất cái cơ hội để điều trị triệu chứng hô hấp xấu đi chúng ta biết rồi ví dụ như với đơn giản với ho với khạc đờm với khó thở gắng sức và chúng ta có những cái thăm dò chúng ta có những xác định rồi nghe phổi, lần trước khám không có gian nổ, lần này khám thì thấy gian nổ đầy cả hai bên, thì đấy rõ ràng là những cái tiến triển các cái triệu chứng hô hấp xấu đi. Thế còn trên chức năng hô hấp thì sao chúng ta có thể dựa vào hô hấp ký đơn thuần nếu như bệnh nhân có giảm FVC tuyệt đối trên 5% trong vòng là so với thời điểm đó cách đây một năm vì vậy để có được cái so sánh theo dõi thì phải làm ngay từ lúc đầu, chứ không phải đợi bệnh nhân có triệu chứng chúng ta mới làm Đúng chúng ta hãy lưu ý cái chỗ này À, các bệnh viện mà làm được cái đo DLCO thì chúng ta hãy đo DLCO cho họ và phải điều chỉnh, hiệu chỉnh theo cái nồng độ emovin và nếu như nó giảm trên 10% so với baseline cách đây một năm mà không lý giải được bằng các nguyên nhân khác, ví dụ như là không phải là đợt cấp nó sụt giảm như thế này thì nghĩ đấy là cái sụt giảm này là do cái bệnh lý phổi kẻ nó gây ra. À, tương tự như vậy trên uh, chẩn đoán hình ảnh thì chắc là chút nữa thời gian sẽ đề cập kỹ hơn nhưng ra thấy rằng là nếu bệnh nhân chỉ có cần một trong các tiêu chí sau đây thì được xếp vào là tiến triển nặng lên trên phim SRCT đó là dạ, uh, giãn phế quản co kéo và giãn phế quản lan rộng hoặc tăng mức độ nặng so với cái phim trước hình ảnh kính mờ và giãn phế quản co kéo mới xuất hiện hoặc cái lưới mịn mới xuất hiện lưới dày và rộng hơn hoặc lan rộng so với trước hình ảnh tổ ong mới hoặc tăng lên hoặc là giảm cái thể tích phổi À, nó nặng hơn so với cái baseline trước đó thì chúng ta sẽ xếp vào là à, cái cái uh, kiểu hình PPF vậy thì chẩn đoán và vai trò của MDD như thế nào với MDD chúng ta thấy rằng là gì ạ sẽ có các bác sĩ chuyên khoa về hô hấp và chuyên khoa về uh, bệnh lý phổi kẽ cũng như là chẩn đoán hình ảnh giải phẫu bệnh về chuyên ngành về cơ xương khớp có thể là miễn dịch dị ứng tại ngày mai thì cái cái team MDD của chúng tôi là rất rất nhiều uh, có các thầy cô của tất cả các chuyên ngành để cùng tham gia và vai trò thì được chứng minh là nó làm tăng sự đồng thuận trong chẩn đoán tăng độ chính xác và giảm cái số ca mà xếp vào cái rổ cái hố đen đây chúng tôi vẫn gọi nó là ILD nói chung tức là cứ xếp vào bệnh phổi kẽ mà không biết nó thuộc cái 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 dưới nhóm nào và phân loại thuộc cái bệnh nào và như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ à, bệnh nhân không được chẩn uh, đoán chính xác và không được điều trị kịp thời các nghiên cứu thì người ta cho thấy rằng là uh, ví dụ trong trường hợp này nghiên cứu trên ba ba bác sĩ lâm sàng thực hiện chẩn đoán cho 58 bệnh nhân phổi kẽ thì cái chỉ số đồng thuận là 41 phần trăm nhưng nếu đưa ra phối hợp thảo luận đa chuyên khoa thì cái tỷ lệ đồng thuận về thiết lập chẩn đoán nó sẽ tăng lên gần gấp đôi tức là lên 81 phần trăm rõ ràng là nhiều ý kiến và trí tuệ tập thể chúng ta sẽ thiết lập một chẩn đoán chính xác hơn à, nghiên cứu ở Úc thì chúng ta thấy rằng là trong 90 bệnh phổi kẽ đã được chẩn đoán, sau đó chúng ta hội chẩn đa chuyên khoa thì có đến gì ạ? gần một nửa à, xin lỗi hơn một nửa số trường hợp đã thay đổi chẩn đoán so với trước và giảm từ uh, cái, cái tỷ lệ 42 phần uh, trăm bệnh lý phổi kẽ không được xếp loại xuống còn 12 tức là chúng ta sẽ thấy là gì ạ? đã chẩn đoán thêm rõ hơn cho 30 phần trăm nữa chỉ còn 12 phần trăm là uh, không xác định được và tăng từ 10 phần trăm số ca là CTDI đi lên 21 phần trăm tăng từ 3% số ca là SP tức là viêm phổi kẽ là tăng cả viêm phổi tăng cảm đấy lên 16% và cái số ca IPF tức là sơ phổi vô căn tăng từ 10 đến 27 ca và 7 ca trước đó không phân loại được chuyển thành là IPF thì rõ ràng là nếu chúng ta hội đồng chúng ta hội chẩn đa chuyên khoa sẽ giúp cho tăng cái tỷ lệ được chẩn đoán chính xác và giảm cái tỷ lệ mà xếp vào cái hố đen là ILD không phân loại và rõ ràng là bệnh nhân sẽ được điều trị theo đúng cái bệnh phổi kẽ mà người ta đang mắc. À, tương tự như vậy thì cái nghiên cứu này trên gần 1.000 bệnh nhân bệnh phổi kẽ và theo dõi trong một 11 năm, à, những cái nhóm mà gì ạ, à, không chẩn đoán, à, tức là nếu như để một bác sĩ mà tự xoay, tức là tự với kinh nghiệm của mình đấy, à, tỷ lệ mà không chẩn đoán à, sau khi mà hội đồng hội trần đa chuyên khoa, chúng ta thấy là tự không chẩn đoán đến chuyển đoán được đến tám phần trăm số trường hợp mà trước đây nếu như một mình mà nghĩ không ra cái gì thì đây hội đồng hội trần vẫn với những cái thông số như vậy đã kết luận chẩn đoán được 80 các trường hợp còn lại 20 thì chúng ta thấy là gì ạ à? à, không phân loại à, nhưng cũng đó thì chúng ta thấy là đề xuất được các thăm dò chuyên khoa tiếp theo à, 16 và cái tỷ lệ mà một ông bác sĩ này chẩn đoán bệnh phổi kẽ này thuộc một cái nhóm nào đấy nhưng sau khi hội trần lại thì chúng ta thấy cái tỷ lệ mà phải thay đổi chẩn đoán gần một nửa các trường hợp thì rõ ràng là kể cả ở nước ngoài cũng như là các cái nước khác thì chúng ta thấy rằng cái vai trò hội trần đa chuyên khoa đối với bệnh lý phổi kẽ nói chung chúng ta cần có một cái hội đồng và khuyến cáo là các bệnh viện mà chưa có hội đồng thì chúng ta làm như thế nào à, chúng ta nhanh chóng thành lập hội đồng còn lại không thành lập được hội đồng thì chúng ta sẽ hội trần gửi bệnh nhân hội trần khi tôi học ở Pháp thì cái việc mà các cái bệnh viện xung quanh những cái trung tâm viện trường thì thường xuyên gửi những ca bệnh phức tạp gửi những ca bệnh phổi kẽ đến để hội trần, chúng ta không đủ nguồn lực để chúng ta làm cái việc tổ chức hội đồng hội trần thì chúng ta gửi bệnh nhân đi hội trần và qua những cái hội trần như vậy thì các đồng nghiệp các nơi sẽ có kinh nghiệm và sẽ tận dụng được những kiến thức của các chuyên gia hàng đầu và từ đó nó sẽ truyền về gọi là truyền tải cho mình và mình sẽ học được từ điều đó và bệnh nhân là người được hưởng lợi vậy thì đây là cái quy trình thì chúng ta thấy rằng bệnh sử rồi khám lâm sàng, X-quang phổi đo hớp khí rồi SRCT, xét nghiệm máu hội trần đa chuyên khoa nếu như mà xác định được chẩn đoán rõ rồi thì chúng ta sẽ quyết định cái mức độ nặng rồi các cái biến chứng rồi các cái thăm dò vân vân thế còn không xác định được thì chúng ta sẽ quyết định xem là làm các cái thăm dò gì ví dụ như nội soi phế quản rồi phế quản phế nang sinh thiết phổi mở sau đó thì với kết quả đó chúng ta lại hội hội trần lại và quyết định xem cái chẩn đoán của bệnh nhân và khuyến cáo của uh, úc uh, thì chúng ta cũng thấy rằng là cái việc mà những trường hợp mà bệnh nhân có các triệu chứng hô hấp chúng ta cần phải làm thăm dò chẩn đoán và uh, thiết lập cái chẩn đoán ban đầu sau đó chúng ta phải hội trần luôn hội trần càng sớm càng tốt hội trần xong thì chúng ta thấy là kết luận của hội trần như thế nào thì chúng ta sẽ gì ạ uh, ví dụ cần làm thêm thăm dò chẩn đoán hay là gì ạ điều trị luôn hoặc là theo dõi vân vân chúng ta cần phải À, theo hướng dẫn à, khuyến cáo của hội Việt Nam cũng như là à, đã được bộ y tế ở Phu thì chúng ta thấy rằng là gì ạ Hội đồng hội Trần đa chuyên khoa xuất hiện rất nhiều các cái đề mục khác nhau nhưng cá nhân à, em thì thấy rằng là cái việc mà để dưới những cái vị trí này là cũng hơi muộn em cho rằng là cần phải làm sớm hơn nữa Ví dụ như sau cái phần này giống như của Úc ý, là chúng ta cần phải gì phải hội Trần luôn từ cái thời điểm này rồi À, sau đó mới quyết định là chúng ta sẽ làm thêm cái gì nữa chứ còn ví dụ như là 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 nếu như chỉ góc nhìn của một chuyên khoa thôi chẳng hạn chúng ta có thể làm nội soi phế quản rồi sinh thiết xuyên vách thì đôi khi nó có thể nó làm gây ra các biến chứng hoặc là gì à, không nhất thiết phải làm những thăm dò xâm lấn mà đã thiết lập được chẩn đoán rồi thì đâu có, đâu nhất thiết phải làm nữa đúng không? Nên do vậy mà nghi ngờ bệnh phổi vô kẽ đánh giá về lâm sàng cận lâm sàng và chúng ta sẽ hội trần luôn và nếu hội trần này thiết lập được chẩn đoán mà không nhất thiết phải làm những thăm dò chuyên sâu này thì chúng ta hãy dừng lại chỗ đó để tránh xâm lấn tránh tốn kém và đắp bù các cái công việc cho cho uh, cán bộ y tế cũng như cho bệnh nhân thế còn uh, đây thì có thể cô gọi là gì ạ sau khi làm các thăm dò chuyên sâu rồi và đưa ra được chẩn đoán xong mới hội trần thì cũng có thể là thận trọng nhưng cá nhân tôi cho rằng là cần phải làm sớm hơn hội trần sớm hơn và đã thiết lập được chẩn đoán rồi thì không thiết phải làm thêm Vậy trên thực hành lâm sàng chúng ta làm cái gì? chúng ta cần phải lưu ý, cần phải đối với nhóm CTD, ILD thì các bác sĩ lâm sàng cần phải đánh giá hết sức là tổng thể, trong đó có các cái triệu, triệu chứng ngoài phổi, các cái yếu tố nguy cơ nó có thể nó làm nặng thêm của cái CTD của bệnh nhân. và cái việc chúng ta chụp SRCT và đo cái chức năng phổi đối với các cái bệnh nhân nhóm CTD, ILD đóng vai trò rất quan trọng và cũng khuyên các thầy cô nên làm tại thời điểm baseline và tùy theo cái tổn thương đó chúng ta sẽ quyết định như thế nào cho nó phù hợp à, những trường hợp bệnh nhân mà mắc bệnh ctd nói chung ý, thì chúng ta cần phải lưu ý à, cái tổn thương phổi à, trên cái phim sict thường gặp đó là cái tổn thương dạng nsip và bệnh nhân ild có thể là gì ạ? À, có cái biểu hiện của triệu chứng hô hấp mà không có biểu hiện của các bệnh lý về ctd do vậy mà các thầy thuốc chuyên khoa hô hấp nếu chúng ta có những bệnh nhân có tổn thương phổi kẽ thì cũng cần phải sàng lọc các triệu chứng của bệnh lý mô liên kết để thiết lập cái chẩn đoán cho bệnh nhân và vì vậy chúng ta cần phải lưu ý là những cái yếu tố làm cho bệnh nhân ctd nói chung có thể có cái kiểu hình ppf đã được các nghiên cứu chỉ ra ví dụ như là đối với sscild mà chúng ta thấy rằng là có các cái biểu hiện như thế này thì được xếp vào là có cái nguy cơ cao có thể xếp vào cái nhóm ppf hoặc là chúng ta thấy viêm da cơ viêm da cơ mà lại có kháng thể MD5 mà dương tính chẳng hạn thì đấy là những yếu tố tiên lượng rất là nặng hoặc là hội chứng socrean mà có cái hình ảnh tầng ong chẳng hạn thì rất là nguy hiểm vì vậy mà cái bài học rút ra đó là gì đó là tất cả các trường hợp bệnh nhân ctdl đi thì có ba cái yếu tố hết sức quan trọng ta cần phải khám lâm sàng hết sức tỉ mỉ kỹ lưỡng và chi tiết chúng ta cần phải đo chức năng hấp cho bệnh nhân tại cái thời điểm baseline và à, theo dõi à, gọi là địa mỗi 3 tháng mỗi 6 tháng với phim SACT thì khuyến cáo chúng ta nên làm lần đầu tiên tại thời điểm khám ban đầu và tùy theo cái tổn thương chúng ta có thể lặp lại sau một năm hoặc là gì, sớm hơn tùy theo các trường hợp và xin có một số điểm kết luận như sau rõ ràng là hội trần đa chuyên khoa thì giúp làm tăng cái đồng thuận tăng cái độ chính xác của chẩn đoán và cũng như là đưa ra cái phác đồ điều trị bệnh hết sức là hợp lý. À, vấn đề về sàng lọc à, bệnh nhân iod đối với tất cả các bệnh lý à, à, ct nói chung ý, cho phép các thầy thuốc lâm sàng có thể chẩn đoán sớm cũng như là quyết định cái phác đồ điều trị sớm và phù hợp cho bệnh nhân. À, tiếp theo thì tỷ cái tỷ lệ mà bệnh nhân mà à, bệnh lý mô liên kết có tổn thương phổi kẽ thì nó sẽ thì à, có cái nhóm nó có thể nó tiến triển sơ hóa rất nhanh chóng. À, chúng ta cần phải theo dõi và điều và phát hiện rất sớm theo dõi thì chúng ta sẽ đánh giá xem là cái tiến triển trên chỉ về triệu chứng hô hấp uh, chức năng phổi cũng như là trên phim lớp vi tính để mà uh, phát hiện sớm và có cái phác đồ điều trị chống sơ cho nó phù hợp uh, yếu tố nguy cơ có thể là tiến triển cái nhóm này thì nó tùy thuộc vào cái bệnh uh, ctd mà bệnh nhân mắc uh, khác nhau và chúng ta cần phải theo dõi sát uh, xin uh, trân trọng cảm ơn các thầy cô và các đồng nghiệp đã ý lắng nghe